Xin chào các bạn, quý khách hàng cùng anh em đã trở lại với kênh sale của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ đưa đến cho anh em một cái dòng sản phẩm của Honda trong cái dòng phân khúc SUV 7 chỗ ngồi phiên bản tiêu chuẩn CRV nha anh em. Đó là một cái dòng xe mà rất là nổi tiếng của Honda trong cái phân khúc 7 chỗ, đang rất là cạnh tranh với cái những dòng của Toyota giống như là Innova, Fortuner, hoặc là những cái dòng của Mazda, hoặc là những cái dòng của Ford. Thì cái dòng Honda này mình cảm thấy cũng khá là ok. CRV đây là cái phiên bản E, là phiên bản tiêu chuẩn, là phiên bản thấp tiền nhất của cái dòng xe Honda trong 3 phiên bản. Thì nó có phiên bản E, phiên bản G và phiên bản L, và đây mình sẽ đưa đến cho các bạn phiên bản E của nó. Thì với phiên bản E, tất cả những cái cụm đèn pha halogen và sương mù halogen chỉ có cái cụm đèn chiếu sáng LED ban ngày là bằng LED thôi nha các bạn. Cái bộ mâm 18 inch rất là hàm hố, rất là to và rất là khỏe. Đấy, rất là đẹp. Phanh trước là phanh đĩa, phanh sau cũng là phanh đĩa luôn. Đấy, mâm thì đồng bộ nha các bạn, trước sau. Đó, nhìn khá là đẹp luôn. Thì với cái dòng xe CRV này, nó có mức tiêu hao nhiên liệu là 6,9 lít tại 100 km tại đường kết hợp, và 8,9 lít tại trường đô thị, và 5,7 lít tại đường trường, là đường ngoài đô thị nha các bạn. Thì đây là cái phiên bản màu bạc đấy, cái phiên bản E tiêu chuẩn. Và kích thước tổng thể của nó là 4m584, và chiều ngang nó là 1m855, và chiều cao của nó là 1m679. Thì cái cụm đèn phía sau, hậu phía sau là đèn LED và hình chữ L, rất là đẹp, rất là uyển chuyển. Đó, LED, hình chữ L, đèn hậu phía sau. Và có một cái cụm chảy dài logo Honda mạ cà rơm, hai cái cánh sang hai bên rất là đẹp. Phía trên cái lớp gió đó là cái lớp gió cái đuôi xe, là cái cụm đèn thắng, camera quan sát ba hướng nha các bạn. Đó, khung gầm cũng khá là rộng rãi, dễ quan sát, camera ba góc và có những cái cảm biến. Đây, cùng khi mình lật những cái hàng ghế phía sau lại thì khoang chứa đồ nó sẽ rộng rãi hơn. Đó, nó có nhiều cái thể tích để các bạn chứa đồ nếu các bạn lật cái hàng, mấy cái hàng ghế phía sau lại. Còn nếu mà các bạn dựng hết chở đủ 7 người thì cái không gian phía sau thì nó cũng ok thôi, cũng có thể chứa được cũng khá là nhiều đồ. Đó, nhìn không gian thiết kế nội thất của cái hàng CRV SUV 7 chỗ này cũng khá là rộng rãi đó các bạn, không thua kém những cái đối thủ cạnh tranh đâu. Đó, cái phần đuôi với cái phần bên hông thiết kế cái dạng body kit nhìn rất là đẹp. Đây là cái phanh thắng này, phía trên cái cánh lướt gió của nó nè. Đó, xe được thiết kế dập nổi gân guốc và rất là cơ bắp của cái dòng xe. Gương gập điện nè, có cái đèn LED báo rẽ nè, chỉnh điện nè các bạn. Giờ bên mình các bạn sẽ tìm hiểu cái phần nội thất phía trong của nó nha. Xe được trang bị cái nội thất cái màu nó khá là đẹp luôn, kính chỉnh điện nè, khóa cửa trung tâm, chế độ auto đó, gương thì chỉnh điện rất là đẹp, sang trọng nè. Ghế bọc da màu kem rất là đẹp. Đây là cái ghế lái thì điều chỉnh 8 hướng nha các bạn. Đó, và nó có trợ lực bơm của cái ghế thì 4 hướng cho các bạn thoải mái khi các bạn đi một cái chặng đường dài nha. Đó, rất là tiện dụng luôn, rất là đẹp, màu bọc da rất là đẹp. Đó, đây là mình đang điều chỉnh lên xuống của cái ghế cho các bạn thấy đây. Đó, các bạn có thể điều chỉnh 8 hướng và 4 hướng bơm cái ghế lên để mình cảm giác nó thoải mái hơn cho một cái chuyến đi. Đó, vô lăng thì nó bọc da nha các bạn, cũng điều chỉnh 4 hướng luôn. Đó, và đây là cái đầu mở, cái nắp capo và xăng. Thì cái vô lăng của nó trên đó có tích hợp những cái nút như là chỉnh âm thanh, đồng hồ rảnh tay đó, nhưng nó không có cái lẫy tần số, nó có ga tự động nha, cruise control. Và phía cái đồng hồ tắp lô thì được thiết kế theo cái dạng mà analog, không phải dạng số như cái hàng bản L là bản cao cấp. Đây chỉ là bản tiêu chuẩn thôi, cho nên nó nhiều cái trang bị nó rất còn thiếu và rất là đơn sơ so với cái bản cao cấp là bản L. Đó, chìa khóa thông minh, đóng mở cửa tự động và màn hình cảm ứng
màn hình hiển thị 5 inch nha các bạn. Đó, nội thất cũng khá là sang trọng và khá là đẹp luôn. Đấy, cũng rất là rộng rãi. Đấy, thì xe này không có cửa sổ chờ như cái phiên bản L, tại vì nó là phiên bản thường thôi, cho nên nó chỉ có những cái đèn chiếu sáng và những cái hộc để chứa đồ thôi. Đó, nó không có cửa sổ chờ như phiên bản L. Thì điều hòa nó cũng rất là mát nha các bạn. Đó, có 4 lon vị trí và rất là nhiều hộc chứa đồ. Đây mình sẽ mở cái máy cho các bạn xem, có cái nút startup khởi động nhanh nè, máy lạnh thì vẫn chỉnh cơ thôi. Đó, này phiên bản tiêu chuẩn mà. Đó, nó không có được như cái phiên bản cao cấp, cho nên nó cũng rất là đơn sơ và rất là thiếu nhiều chuẩn bị, nhưng mà mức giá của nó cũng rất hợp lý thôi. 983 triệu nha, là giá niêm yết, mà giá lăn bánh tại Hồ Chí Minh là 1.095 và ở tỉnh là 1.085. Đó, điều hòa chỉnh cơ và màn hình chỉ hiển thị thôi, không có cảm ứng nha. Màn hình cũng có những nút điều chỉnh thôi. Đó, các bạn không có cảm ứng. Nãy mình nói nhầm nha các bạn. Bản E thì nó chỉ là màn hình chỉnh nút thôi, điều hòa cũng chỉnh cơ thôi, không có cảm ứng và tự động như cái phiên bản cao cấp. Đó, động cơ cũng khá là im. Đấy, hộp số CVT thì nó không có chuyển lẫy tần số thể thao như là cái phiên bản cao cấp. Đó, nó cũng có bệ thủy tinh, bệ thủy tai và những cái sạc, những cái cắm USB để sạc điện thoại cơ bản thôi. Đó, nhưng mà không gì nó khác, cũng khá là rộng rãi đấy, với mức giá cũng rất là ok, tại vì mức giá nó thấp hơn cái phiên bản kia có mấy trăm triệu, phiên bản cao cấp, nên nhiều tính năng trang bị thì nó sẽ thiếu. Đó, nhưng mà đầu tư con này thì cũng khá là ok, với cái mức tiền của nó cũng khá là ổn cho các bạn đầu tư một cái xe khá là tuyệt vời. Phía sau có cái hốc máy lạnh và hàng ghế phía sau và ba cái hàng ghế phía sau nữa. Đó, đây là cái hốc máy lạnh rất là mát đó các bạn. Đó, rất là nhiều hốc máy lạnh, rất là tuyệt vời cho các bạn cảm giác thoải mái trong cái chiếc xe khi các bạn đi một cái chặng đường dài, rất là mát mẻ với cái hệ thống máy lạnh rất là dày đặc như thế này, và hệ thống âm thanh giải trí của nó cũng rất là tuyệt vời nha các bạn. Đó, ghế thì rất là đẹp luôn, sang trọng luôn. Rồi, ok các bạn, bây giờ các bạn sẽ tìm hiểu được cái khối động cơ của nó đi. Xe được trang bị cái khối động cơ của nó đó các bạn, thì là 188 mã lực tại một đôi 5.600, động cơ 1.5 lít, có turbo tăng áp nha các bạn, và moment xoắn cực đại của nó 240 tại vòng tua 2000 nha các bạn. Đó, thì xe này có cái chế độ của công nghệ gọi là đồng tốc của các hộp số, cho nên các bạn vô số rất là mượt mà nha. Đó là công nghệ riêng của cái dòng xe Honda rất là tuyệt vời. Đó rất là tuyệt vời với cái dòng xe CRV này, rất là đẹp và động cơ rất là im và rất là mạnh mẽ. Ở một khung xe thì cái khung gầm khá là cao luôn, 198 mm. Đó, cho nên các bạn đi cái đường đèo dốc gồ ghề cũng khá là ổn với cái dòng xe này. Xe thì được trang bị rất là đầy đủ cái tính năng như phanh tay điện tử nè, chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu Econ nè, và có những cái khởi hành ngang dốc nè, ABS nè, phân bổ lực phanh cân bằng điện tử, nói chung là khóa an toàn. Đó, tất cả những cái tính năng mà hiện đại như một cái xe ô tô, thì cái dòng xe CRV phiên bản E này đều đáp ứng rất là đầy đủ cho các bạn. Đó, thì xe thì chỉ có thiếu nhiều cái mà phiên bản L, như là cửa sổ chờ nè, và cái màn hình và cái điều hòa và cái túi khí thì nó sẽ ít hơn, và nó không có cái chế độ lái mà thể thao và lẫy tần số tay. Nhưng mà nếu mà các bạn đi gia đình mà không đòi hỏi quá nhiều trang bị thì cái phiên bản CRV này thì nó cũng khá là ổn, với cái thiết kế nó hoàn toàn giống như cái phiên bản E, phiên bản G và phiên bản L thôi, nhưng mà nó thiếu nhiều trang bị cho nên giá thành nó sẽ đưa xuống. Thì cái cụm đèn pha thì halogen, thì với cái đèn sương mù thì nó sẽ là halogen thôi, còn phiên bản cao cấp thì nó bằng LED, nên cái phiên bản E này thì chỉ là phiên bản tiêu chuẩn, nhưng mà mức giá cũng rất là hợp lý, và mức tiêu hao nhiên liệu thì nó cũng sẽ cao hơn so với phiên bản L.
tại vì nó không có trang bị nhiều công nghệ hơn so với phiên bản L, phiên bản cao cấp nha các bạn. Đó, đây là cái phiên bản E. Còn trong cái kênh của mình có những cái video giới thiệu phiên bản L và phiên bản G của cái dòng xe CR-V 7 chỗ của Honda này, các bạn có thể đón xem trong cái kênh xe của mình. Đó. Và xe này được trang bị cái bộ body kit mạ chrome, các bạn thấy không, rất là cơ bắp và rất là đẹp. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video giới thiệu về xe tiếp theo của bên mình.